Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email Hồ Bạch Thảo 21/2/2018/700 năm về trước. Tác giả Chân Lạp Phong Thổ Ký, đáp thuyền ngược dòng Cửu Long, thăm đế. Thiên Đế Thích, Chu Đạt Quan, người thời Nguyên, tác giả sách Chân Lạp Phong Thổ Ký là người đầu tiên viết hồi ký về hành trình đến nước Chân Lạp cùng. Cuộc viếng thăm đế Thiên Đế Thích, ông người Châu Ôn, Phúc Kiến, đời vua Thành. Tông Nguyên Trinh năm thứ nhất, 1295, được tham dự sứ đoàn chiêu dụ nước Chân Lạp, đến năm Đại Đức thứ nhất, 1297, mới trở về nước. Trong vòng mấy năm tại Chân Lạp, ông có dịp quan sát khá tường tận, lúc về hoàn thành tập hồi ký, Nguyên Sử Kỷ Sự Bản Mạt đã dùng tư liệu trong sách ông để viết về Chân Lạp. Hành trình của Chu Đạt Quan cũng có liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông hiện nay. Trong sách Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên, do Hàn Chấn Hoa chủ biên, lập luận rằng Thất Châu Dương là quần đảo Tây Sa, JCL, Hoàng Sa, 1. Do đó, ra sức chứng minh rằng hàng hải thời xưa từ Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á đều đi qua quần đảo đảo Tây Sa, rồi cho rằng Tây Sa thuộc lãnh hải Trung Quốc. Lời khẳng định Thất Châu tức quần đảo Tây Sa nằm trong sách Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên trang 44, sau đó tại trang 49, nêu lên cuộc hành trình của Chư Đạt Quan từ Trung Quốc đến Chiêm Thành. Có đi qua Thất Châu Dương, dụng ý cho rằng trên đường đến Chiêm Thành, Chu Đạt Quan từng đi qua Tây Sa. Trong phần 1, tổng tự, Chu Đạt Quan viết về hành trình từ Trung Quốc đến Chân Lạp như sau: từ Châu Ôn ra biển, thuyền khởi hành theo hướng Đinh Mùi, qua vùng biển Phúc Kiến, Quảng Đông đền biển Thất Châu, rồi qua biển Giao Chỉ đến Chiêm Thành, lại từ Chiêm Thành theo hướng gió, thuyền đi nửa tháng đến Chân Bồ, thuộc lãnh thổ nước này. Hay sử dụng bản đồ Google, từ cửa biển Châu Ôn, Phúc Kiến tại tọa độ 27.90195.3.120.92.9841, thuyền đi theo hướng Đinh Mùi, nếu đổi qua đi cốt, địa bàn ngày nay tức 202.5 độ. Như vậy chỉ có thể đi qua Thất Châu Liệt Đảo, Qiaolidao, tức Thất Châu Đảo tại tọa độ 19.95767.9.111.255097, chứ không thể nào đến Tây Sa, Jersey Islands, Hoàng Sa tại tọa độ 16.54830.1.112.72782 được. Cần minh xác thêm, sách Đông Tây Dương Khảo của Trương tiếp, tại quyển 9, Mục Châu Sư Khảo cũng chép rằng Thất Châu Dương tại phía đông huyện Văn Xương 100 lý, trên biển có 7 ngọn núi nhô lên liên tiếp, trong có nước suối ngọt có thể uống được. Chu Đạt Quan kể tiếp cuộc hành trình, lại từ Chân Bồ theo hướng Khôn Thân, qua biển Côn Lôn, thì vào cửa sông. Cửa sông có hàng chục, nhưng chỉ có cửa thứ 4 có thể vào, kỳ dư cạn và nhiều cát nên thuyền lớn không thông được. Nhưng nhìn từ đằng xa thì cây cổ thụ, mây che lau lách che lấp, trong lúc thảng thốt khó nhận ra đúng sông mà vào, bởi vậy việc tìm cửa sông rất khó. Từ cửa sông, thuyền đi lên hướng bắc, thuận con nước khoảng nửa tháng đến vùng đất gọi là Cha Nam, đây là một quận trực thuộc, rồi từ Cha Nam phải đổi sang thuyền nhỏ, thuận nước có thể đi hơn 10 ngày, đến thôn Bán Lộ, thôn Phật, qua theo sự ước đoán ngày nay, Chân Bồ tức vùng địa giàu Chân Lạp giáp giới Chiêm Thành, thuộc tỉnh Bà Rịa. Từ đó thuyền đi theo hướng Khôn Thân, 232.5 độ, qua biển Côn Lôn tức vùng biển từ Côn Đảo đến bờ biển phía đông nam phần, đến cửa thứ 4 sông Cửu Long, tính từ bắc xuống nam, tại tọa độ 9.95435.7.106.633598, tức sông Hàm Luông. Từ một vùng đất tại Bà Rịa như Long Hải, dùng địa bàn nhắm theo hướng 232.5, có thể tới cửa sông Hàm Luông. Hơn nữa Hàm Luông là sông có lưu lượng nước mạnh nhất trong 9 nhánh sông Cửu Long, có khả năng dùng thuyền lớn, thuyền theo hướng bắc, từ sông Hàm Luông, ngược sông Tiền Giang, đến sông Mê Công đi nửa tháng đến Cha Nam, chỗ này phải từ bỏ sông Mê Công lớn sang sông Tô Nờ Sáp nhỏ, nên bắt buộc phải đổi sang thuyền nhỏ, vị trí ứng vào thủ phủ Nam Vang ngày nay, tại tọa độ 11.56478.1.104.938461.
xin lưu ý. Vào thời đó kinh đô Chân Lạp tại Đế Thiên Đế Thích, còn Nam Vang tức Cha Nam chỉ là một quận trực thuộc thôi. Từ Nam Vang ngược dòng Tô Nờ Sáp đi 10 ngày, qua biển Đàm tức biển hồ Tô Nờ Sáp, rồi đến Can Bằng thì rời thuyền. Nơi này có thể là Phở Nam Ram tại tòa rộ 13.270983.103.819336, thuộc vùng phụ cận phía Nam Siem Reap, cách Đế Thiên Đế Thích khoảng 50 lý, 25 km. Về Đế Thiên Đế Thích, sách Chân Lạp Phong Thổ Ký mô tả khá tỉ mỉ. Khách thưởng ngoạn kỳ quan thế giới ngày nay có thể chia sẻ những hiểu biết với tác giả Chu Đạt Quan qua những điều tai nghe mắt thấy hơn 700 năm về trước. Họ Chu phân chia thắng cảnh này thành hai phần, thành Quách tại phía Nam và cung điện ở phía Bắc. Thành Quách có hai thành tiêu biểu, thành lớn nhất chu vi 20 lý, một lý tương đương 0.5 km, có 5 cửa. Theo sự mô tả vị trí ứng vào Angkor Thom tại tọa độ 13.44123.103.859086. Thành thứ hai tại phía Nam Angkor Thom, chu vi 10 lý, vị trí ứng vào Angkor Wat tại tọa độ 13.41245.3.103.86703. Angkor Thom thành Angkor Thom, Chu Đạt Quan gọi là Châu Thành. Ông mô tả như sau: Châu Thành chu vi độ 20 lý, có 5 cửa, cửa có 2 lớp. Duy hướng đông có 2 cửa, các hướng khác chỉ có một mà thôi. Ngoài thành có hào lớn, ngoài hào có đường giao thông và cầu bắc qua. Hai bên cầu đặt 54 vị thần bằng đá, to lớn uy nghiêm như thạch tướng quân. Cả năm cửa đều thiết trí như vậy. Lan can cầu đều bằng đá, tạc hình rắn có 9 đầu. 54 vị thần vươn tay chặn vào đầu rắn, ở vào vị thê không cho chúng chạy khỏi. Trên mỗi cửa thành có đầu Phật lớn 5 đầu, mỗi đầu có 4 mặt nhìn 4 phương. Bên trong đặt một tượng Phật trang sức bằng vàng. Hai bên cửa tạc đá thành hình voi. Thành lũy xây bằng đá, cao 2 trượng, 1 trượng bằng 3.3 mét. Đá xây rất kiên cố chư mật, cỏ không mọc được, không có nữ tường. 2. Tại thành có vài chỗ trồng cây quang lang, nhà trống san sát, mái nhà nghiêng nghiêng, sâu đến hàng chục trượng. Trước có cửa lớn, ban đêm đóng, ban ngày mở, đặt người coi cửa, cấm không cho chó vào. Thành vuông, bốn phương đều có tòa tháp bằng đá, những người phạm tội hình bị chặt ngón chân, không được vào. Trong thành một tòa tháp bằng vàng, gần quanh có hơn 20 tháp đá, hơn 100 ngôi nhà đá, tất cả đều hướng đến cầu vàng phía đông. Hai phía tả hữu cầu có hai tượng sư tử vàng, 8 vị Phật vàng tại phía dưới dãy nhà đá. Phía bắc tòa tháp vàng khoảng 1 lý, có tòa tháp đồng so với tháp vàng cao hơn, xem ra vẻ to lớn. Phía dưới có mấy chục căn nhà đá. Lại phía bắc khoảng 1 lý là tòa nhà quốc chúa, chỗ ngủ lại có tháp vàng. Thuyền buôn các nơi đến, có lời khen, phú quý Chân Lạp, ý chỉ về chốn này. Angkor Wat, riêng Angkor Wat tại phía nam Angkor Thom, chu vi 10 lý, bằng một nửa Angkor Thom. Nhìn qua bản đồ Google thấy tương đối đúng với kích thước hiện tại. Chu Đạt Quan mô tả thành này như sau: tháp đá tại ngoài cửa nam Angkor Thom hơn nửa lý, truyền thuyết do Lỗ Ban xây một đêm thành. Mộ Lỗ Ban tại cửa nam khoảng 1 lý, chu vi thành 10 lý, nhà bằng đá có đến hàng trăm gian. Ao phía đông cách phía đông thành 10 lý, chu vi hàng 100 lý, trong đó có tháp đá, nhà đá. Trong tháp có Phật nằm bằng đồng, tại rốn thường có nước chảy ra, mùi vị giống rượu, dễ làm say người. Ao phía bắc tại phía bắc thành 5 lý, trong có tòa tháp vàng hình vuông, mấy chục gian nhà đá, lại có sư tử vàng, Phật vàng, các loại tượng, voi, ngựa bằng đồng. Cung điện tại phía bắc thành, ứng với vị trí đền Di Hờ Khan tại tòa độ 13.46189810.8718868. Tác giả Chân Lạp Phong Thổ Ký mô tả như sau: cung điện và phủ đệ các quan đều theo hướng đông. Cung điện tại phía bắc tháp vàng, cầu vàng, gần cửa bắc, chu vi khoảng 5,6 lý,
những ngôi nhà chính làm bằng ngói và chì. Kỳ dư là ngói đất màu vàng, cột và giường rất lớn, đều điêu khắc hình Phật. Nhà trông hùng tráng, hành lang đường ngang lối dọc, đột ngột xâm xi, trông rất quy mô. Nơi công sự việc quan có cửa song vàng, cột cửa hình vuông, trên có mấy chục kính chiếu xuống, ở dưới có hình voi. Nghe rằng ở trong có nhiều nơi kỳ lạ, nhưng phòng cấm rất nghiêm, không thể vào xem được. Ở trong tháp vàng, ban đêm quốc chúa nằm nghỉ trong đó. Dân bản xứ nói trong tháp có xà tinh chín đầu, là con gái chủ thổ địa, mỗi đêm đều gặp quốc chúa. Trước hết quốc chúa phải ngủ và giao cấu với tinh này, tuy vợ cũng không được vào, đến canh hai mới ra, sau đó ngủ với vợ. Nếu con tinh này một đêm không đến, tức quốc chúa đã đến ngày chết. Nếu quốc chúa một đêm không đến, ắt phải gặp tai họa. Thứ đến nhà cửa của tôn thất, đại thần, theo chế độ rộng hẹp, đối với thường dân có sự sai biệt. Chu vi che bằng cỏ, riêng miếu và nhà chính cho phép lợp bằng ngói. Lại tùy theo chức quan được phép có nhà cửa rộng hẹp theo quy chế. Loại thấp như nhà dân thường, chỉ lợp bằng lá, không dám lợp ngói. Nhà rộng hẹp tùy theo nghèo giàu, nhưng không được bắt chước quy cách phủ đệ quan. Chú thích: 1. Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên, Hàn Chấn Hoa, chủ biên, trang 44. 2. Nữ tường, tường nhỏ, xây phủ bên trên tường chính của thành. Tuyết xe không cộng 1 pin chít không email.